Cơ thể khi mà chúng ta ngồi quá lâu đều dẫn đến tình trạng là máu không có lưu thông và tâm trí bị bão hòa, ký ức bị ức chế, nhét vô không nổi được nữa. Cho nên dầu bận rộn với việc ôn bài, các bạn phải nhớ vận động thể thao. Để vận động thể thao mà đỡ mất thời gian nhất trong cái mấy ngày cuối trước kỳ thi đó, đó là nhảy dây thôi. Hay là chạy bộ tại chỗ. Nếu ở nhà mà có cái máy chạy bộ thì quá tốt rồi. Còn nếu không có thì các bạn cứ nhảy tại chỗ, hai tay đưa lên đưa xuống vậy cho nó thoải mái. Và nếu có cái gương ở trước mặt mình nó càng tốt nữa. Mình vừa nhảy dây mà mình vừa nhìn vô gương mặt là phải làm sao cười mỉm chi. Lúc nào cũng cười, thoải mái, nhảy, vừa nhảy vừa cười. Thì đó là cách vận động toàn thân, điều hòa tim mạch. Thì các cái năng lượng gọi là cần phải giải phóng đó, nó sẽ được gọi là tiêu hao thông qua cái việc chúng ta vận động toàn thân. Nhất là bao tử, mình ngồi học nhiều quá nó bị ứ ếch bao tử, chậm tiêu. Đó là cộng thêm cái lo lắng gì đó, nó tiết ra các cái chất axit chua, nó làm cho mình có thể là bị thậm chí là gì, trào ngược thực quản. Ai bị trào ngược thực quản á, thì có thể ra ngoài các hiệu thuốc Tây đó, mua trà dây, nó bán thành hộp, một hộp có mấy chục ngàn, rẻ lắm. Và các bạn nấu nước sôi, bỏ hai cái túi trà dây vào và để cho nó sôi nó khoảng chừng 3 phút đến 5 phút để cái dược chất ở trong trà dây này nó ra hết. Các bạn uống nó rất tốt cho bao tử và đường ruột. Thì tập mua cái đó uống thường xuyên. Đừng uống cà phê cho cái mùa thi mà nghĩ là uống cà phê để cho nó khỏi buồn ngủ, không nên. Nếu mà các bạn đã quen uống cà phê thì cứ uống bình thường. Còn các bạn chưa từng uống cà phê mà giờ mà muốn để ức chế cái cơ ngủ để mình uống cà phê thì không nên. Cái đó làm cho là rất là căng thẳng não và mệt mỏi cơ thể. Nghĩa là các bạn cũng phải ngủ đủ, làm sao ở cái tuổi 18 cho đến 20 phải ngủ 8 tiếng mỗi ngày. Còn mấy ngày trước khi thi các bạn có thể ngủ 6 tiếng, ít hơn chút xíu cũng không ai chết. Các tu sĩ ở chùa đều ngủ ít hơn người bình thường, trung bình là 1 tiếng rưỡi. Này, sống mấy chục năm, có nhiều hòa thượng cũng sống thọ 100 tuổi, ăn rất là đơn sơ đó. Thế nên đừng có quá lo lắng, nhưng mà đừng có thức đến độ một ngày ngủ có 3 tiếng, 4 tiếng thì các bạn sẽ bị kiệt sức. Cho nên là ăn phải đầy đủ, rồi uống cũng phải đầy đủ, ngủ phải đầy đủ, và chơi thể thao. Ở đây là nảy dây thôi, chứ còn chạy ra đá banh đi kiếm bạn bè khó lắm, rồi đi thuê sân bãi không phải là dễ. Cho nên các bạn tự chơi ở nhà của mình thôi, nhảy dây thôi. Như vậy là khi các bạn ngồi học 2 tiếng ôn bài thì đứng dậy nhảy dây tại chỗ 5 cho đến 7 phút, ngồi lại cái tinh thần nó thoải mái được liền. Cái đó nó đâu có tốn gì đâu, đâu có khó gì. Và các bạn nào mà thích dịch cân kinh của Thiền Lâm Tự thì các bạn có thể lên trên Google gõ tên của thầy là Thích Nhật Từ, đánh chữ dịch cân kinh. Dịch là chuyển động, cân là gân cốt, kinh là kinh mạch, các cái huyệt mạch ở trong cơ thể. Thì các bạn đứng hai tay thẳng như thế này nha, hít vào bằng lỗ mũi thì hai tay phát ra đằng sau nha, nhón chân lên, díu hồ môn lại. Và khi mà tay ra đằng sau thì các bạn tạo ra từng cái nấm như thế này nè, để nó kích hoạt hết toàn bộ cái cơ xương khớp, từ ở cái cổ xuống đến gót chân, là 10 ngón chân. Những cái này nó trị về thần kinh tọa, đau nhức, viêm đa khớp rất là hiệu quả. Rồi khi mà các bạn thở ra đó thì hạ chân xuống, mở hô môn ra, hai tay đưa về trước, cái tay đưa lên như thế này để nó kích hoạt toàn bộ cái thần kinh đó. Đó. Nhưng mà nhớ là không được gồng, và biến hai cái bả vai làm cái trục xoay, đánh đồng đưa. Đó. Thì các bạn coi cái hướng dẫn đó, các bạn làm theo. Thì vậy cứ khoảng 2 tiếng ngồi thi đó
thì dành ra khoảng 5 đến 7 phút tập dịch căn kinh. Thì lúc đó nếu mà cái đầu nó bị bão hòa rồi đó, thì các bạn mở một cái hài nào đó mà mình thích, dù không có thích hài cũng phải mở hài đó. Như vậy mắt thì mình nhìn vô cái tivi để mình coi hài, đó là tai mình phải, hoặc là vừa nhảy dây mình vừa coi hài, thì cái đó nó giải trí tốt. 5-7 phút thôi, chứ còn nếu mình coi cái tiếng đồng hồ thì nó mất thời giờ, đâu còn ôn thi được. Tức là ngồi 2 tiếng thì dành ra 7 phút để thư giãn. Thì bằng cách đó nếu các bạn làm 7 lần như vậy đi, thì nó ra như 14 tiếng. Rồi 8 tiếng ngủ nó trở thành 22 tiếng. Rồi 1 tiếng là các bạn vệ sinh cá nhân, ăn uống. Còn tiếng là mình có thể đi dạo cảnh, đi chỗ này chỗ nọ trong vườn nhà vân vân. Thì nó giữ được cái sức khỏe rất là bình ổn.